Hello, welcome mọi người đã quay trở lại với channel của Mayase. Và đây là một channel mình sẽ chia sẻ những kinh nghiệm của bản thân về lĩnh vực social media, marketing và kinh doanh tự do. Còn mình là Maya. Trong video hôm nay thì mình cũng muốn chia sẻ một chủ đề mà bản thân mình đã suy nghĩ khá lâu để đưa ra quyết định là mình chia sẻ về cái nội dung này. Bởi vì đây là một cái nội dung tương đối là khó. Và với kinh nghiệm của bản thân mình ấy, thì mình đi được đâu đó tầm khoảng level 2, level 3 của cái nội dung này thôi. Cho nên là tất cả những gì mình chia sẻ ở đây thực sự là dành cho những bạn mới bắt đầu. Còn những cái anh chị, những cái bạn nào mà đang ở cái trình nó khác hơn thì hy vọng là mọi người có thể tham khảo nội dung này với một cái tính chất là mang tính hệ thống hóa và cũng như là trao đổi kinh nghiệm cùng với nhau nha. Và chủ đề ngày hôm nay mình sẽ tập trung vào việc là hướng dẫn cho mọi người về cách để chúng ta có thể xây dựng thương hiệu cá nhân ở trên các nền tảng mạng xã hội. Tất nhiên là trước khi mình đi sâu vào quy trình cụ thể cũng như là các bước để cho mọi người có thể xây dựng được thương hiệu cá nhân á, thì mình phải nói sơ qua một chút về cái vấn đề, những cái hiểu lầm mà các bạn đang gặp phải khi mà các bạn nghĩ về thương hiệu cá nhân. Tại vì mình làm việc với rất là nhiều bạn, hoặc là thậm chí có rất nhiều người inbox cho mình, hỏi mình, hoặc là những cái học viên, những cái mentee của mình cũng đặt ra những câu hỏi tương tự là các bạn hay nghĩ thương hiệu cá nhân nó là việc chúng ta có nhiều follower ở trên mạng xã hội. Ví dụ như các bạn có một kênh TikTok 100.000 follow, các bạn có một cái fanpage 100.000 follow, các bạn có mỗi kênh YouTube 100.000 subscriber chẳng hạn, bla bla may may, thì như vậy là các bạn có thương hiệu cá nhân rồi đúng không? Thì thật ra đối với bản thân mình nha, thương hiệu cá nhân nó không đơn giản là như vậy. Và cũng có nghĩa là không phải là khi mà các bạn có nhiều follow, khi mà các bạn có nhiều người theo dõi là các bạn đã có thương hiệu cá nhân đâu. Thật ra một cái bạn hot boy, một cái bạn hot girl có 100.000 follow rất là xinh đẹp ở trên mạng xã hội thì cũng có cái sự tương tác rất là lớn. Cho nên là nếu mà nói các bạn ấy có thương hiệu cá nhân thì đối với mình là chưa chắc. Vậy thì để cho các bạn có thể biết được đâu là một cái người có một cái personal branding, tức là có thương hiệu cá nhân nhất định á, thì mình nghĩ là chúng ta cần phải đi với nhau về ba cái yếu tố. Cứ như là phân biệt ba cái yếu tố này, ba cái khái niệm này nha, là personal branding, thương hiệu cá nhân, cái thứ hai là nhận diện cá nhân, và cái thứ ba là hình tượng cá nhân. Ba cái này trông có vẻ là liên quan tới nhau nhưng thực tế là tụi nó rất là khác nhau. Thì nói về nhận diện cá nhân trước đi. Nhận diện cá nhân chỉ đơn thuần là các bạn biết về một ai đó. Các bạn có thể biết một cái bạn hot girl nào đó nhảy nhót ở trên TikTok hay là nhảy nhót ở trên Facebook Reel, các bạn biết bạn đó thôi, biết tên bạn đó thôi. Nhưng mọi người lại không biết cái giá trị cốt lõi hoặc là cái giá trị mà bạn đó có thể giúp cho người khác nó là cái gì. Thì lúc này bạn chỉ có được nhận diện, bạn chỉ có được sự biết đến thôi. Và để có được sự biết đến này á, có nhiều cách để các bạn được người khác biết đến lắm. Các bạn cũng có thể đi ra Hồ Gươm, các bạn có thể đi ra phố đi bộ Nguyễn Huệ để các bạn cởi chuồng, các bạn chạy vòng là người ta biết đến các bạn ngay, người ta biết tên bạn luôn, người ta thậm chí là người ta biết nhà bạn ở đâu, bạn là ai luôn. Nhưng hỏi về giá trị của cái người cởi chuồng chạy vòng ở phố đi bộ Nguyễn Huệ hoặc là phố đi bộ ở Hồ Gươm thì người ta lại không biết. Thì cái đó chính là nhận diện cá nhân thôi nha các bạn. Cái tiếp theo nữa là hình tượng cá nhân. Hình tượng nói đơn giản nhất á, thì đó là tất cả những gì mang tính vẻ bề ngoài. Các bạn có thể biết về ok cái bạn này ăn mặc nó như thế nào, bạn này hay quấn cái khăn rằn, bạn này hay đội cái nón này, bạn này hay nói chuyện kiểu như thế này, bạn này hay nói chuyện kiểu hài, bạn này hay nói chuyện kiểu nghiêm túc, vân vân. Tất cả những cái đó mang tính là bạn có thể tưởng tượng được, bạn có thể nhìn được một cái dáng vẻ, bạn có thể nhớ được cái người đó về một cái hình tượng nhất định. Hình tượng cá nhân nó cũng rất quan trọng với các bạn. Khi mà các bạn xây dựng được một cái hình tượng nó ấn tượng, nó dễ nhớ, thì lúc này các bạn sẽ có nhiều cơ hội để các bạn tạo dựng được cái thương hiệu cá nhân nó tốt hơn. Nhưng đến cái khái niệm cuối cùng là khái niệm thương hiệu cá nhân, thì để các bạn có được một cái thương hiệu cá nhân, các bạn phải có sự kết hợp giữa việc là mình có một cái hình tượng ấn tượng dễ nhớ, mình có một cái sự nhận diện người khác biết đến tên tuổi các bạn, và cuối cùng là mình có một cái giá trị cụ thể. Giá trị ở đây là khi mà người ta nhắc đến bạn, người ta biết được rằng là người ta có thể hỏi bạn cái gì, người ta có thể nhờ bạn giúp được cái gì, bạn có thể giúp được những gì cho xã hội. Ví dụ nha, bạn có thể là một người giống mình đi, bản thân mình cũng có nhiều người, một số người người ta biết đến mình và người ta hiểu được rằng là ông AI có thể giúp được cho người ta những vấn đề liên quan đến social media marketing, tức là tiếp thị ở trên mạng xã hội, hoặc là những cái việc liên quan đến xây kênh TikTok, xây kênh YouTube, xây kênh Facebook, hay là những cái hướng dẫn về kinh doanh để giúp cho người ta có thể phát triển cái thu nhập, phát triển cái công việc kinh doanh. Thì đó là một trong những cái phần liên quan đến giá trị của bản thân. Nó được gắn liền với một cái chuyên môn nhất định hoặc là một cái gì đó thực sự là có ích và có thể gọi tên được. Thì khi mà các bạn đảm bảo được cái việc rằng là các bạn thực sự có giá trị, các bạn có một cái hình tượng nhất định, các bạn có một cái lượng nhận diện nhất định, thì lúc đó thương hiệu cá nhân của các bạn
nó sẽ được hình thành. Điều này nó cũng được phân biệt qua 3 cái level để các bạn phát triển thương hiệu cá nhân luôn. Level đầu tiên là level được người ta biết đến, người ta nhắc đến cơ bản thôi. Level thứ hai là được người khác nhớ đến bạn một chút xíu, họ nhớ đến bạn và họ biết được cái hình tượng của bạn, biết được một chút về giá trị của các bạn. Và level thứ ba là cái level mà người ta vừa biết, người ta vừa nhớ và người ta vừa sẵn sàng theo dõi bạn, nhận được những cái thông tin từ bạn và kết nối với các bạn sâu hơn. Thì đây là ba cái cấp độ, ba cái level để các bạn xây dựng thương hiệu cá nhân. Và nó cũng chính là nền tảng đầu tiên để giúp cho các bạn hiểu được sâu hơn về bản chất của thương hiệu cá nhân. Ok, và từ nãy đến giờ thì mình chia sẻ cho các bạn về bản chất của thương hiệu cá nhân đúng không? Vậy thì thương hiệu cá nhân ở trên mạng xã hội nghĩa là sao? Thật ra mọi người có thể hình dung đơn giản thôi. Khi mà các bạn xây dựng cái hình tượng cá nhân, cái nhận diện cá nhân, tức là lan tỏa cái sự biết đến của các bạn này, xây dựng cái hình tượng cụ thể này và tạo ra giá trị trên các nền tảng mạng xã hội, thì có ba cái yếu tố đó kết hợp với những nền tảng như là Facebook, như là TikTok, như là YouTube, thì đó là lúc các bạn đang thực sự xây dựng cái thương hiệu cá nhân của các bạn ở trên mạng xã hội. Rồi, trong cái phần trước đó thì mình đã thực sự rất cố gắng để giúp cho các bạn xóa bỏ đi những cái hiểu lầm ban đầu về bản chất của thương hiệu cá nhân, để chúng ta không có nhận diện kiểu giống như là thương hiệu cá nhân là chúng ta có nhiều follower hay là nhiều người theo dõi. Vì cái bản chất, cái giá trị bên trong của các bạn nó mới là quan trọng nhất. Còn tất cả những cái khác nó chỉ mang màu sắc và cho người ta biết đến hoặc là cho người ta nhớ đến thôi. Tất nhiên nó cũng quan trọng, nhưng mà điểm chạm cuối cùng nó vẫn phải là cái giá trị nha mọi người. Tiếp theo nữa, mình cũng muốn đi giải đáp tiếp một cái câu hỏi trước khi mà mình đi vào trong câu chuyện quy trình chi tiết để mọi người có thể xây dựng thương hiệu cá nhân. Đó là câu hỏi liệu chúng ta xây dựng thương hiệu cá nhân để làm cái gì á. Thì bản thân mình nghĩ nha, bất kỳ ai cũng nên có một cái thương hiệu cá nhân. Tất nhiên không nhất thiết đó phải là thương hiệu cá nhân ở trên mạng xã hội. Có nhiều bạn, các bạn đi làm, các bạn làm công ăn lương, các bạn làm công chức bình thường thôi, nhưng mà các bạn vẫn cần một cái thương hiệu nhất định. Tức là khi mà sếp các bạn, những người xung quanh, những người đồng nghiệp, những cái network của các bạn hiểu được về giá trị các bạn, thì các bạn sẽ có nhiều cái cơ hội các bạn tiến thân hơn. Còn đối với một số ngành đặc thù thì tất nhiên thương hiệu cá nhân nó sẽ trở nên cực kỳ quan trọng luôn. Đặc biệt là những cái bạn nào mà làm trong lĩnh vực sale này, lĩnh vực tư vấn bán hàng như là bất động sản, bảo hiểm, thậm chí là các bạn CEO và các bạn kinh doanh online, các bạn kinh doanh tự do, hoặc là các bạn làm creator, làm nhà sáng tạo nội dung, thì đó là một trong những cái lĩnh vực mà thực sự nếu các bạn làm tốt về mặt thương hiệu cá nhân trên mạng xã hội, các bạn sẽ có nhiều cơ hội để gia tăng cái thu nhập, gia tăng cái network kinh doanh của các bạn lên và giúp cho các bạn kết nối với nhiều người có giá trị hơn. Mình hay nói rằng là nếu như các bạn muốn có một cái thành công nhất định trong một lĩnh vực đúng không, thì các bạn phải có nhiều network, các bạn phải có nhiều cái mối quan hệ với những người có cùng tần số, có cùng giá trị với các bạn. Vậy nếu như họ không biết được cái giá trị thật sự, tức là họ không nhận thức được thương hiệu cá nhân của các bạn, thì lúc này cái cơ hội để các bạn tạo ra nhiều network hơn nó sẽ rất là thấp. Hay tiếp theo nữa là các bạn muốn bán hàng, các bạn muốn kinh doanh, các bạn có nhiều khách hàng, thì cái thương hiệu cá nhân của các bạn nó sẽ là một phần để giúp cho những cái người khách hàng tiềm năng của các bạn á, họ dễ dàng đưa ra quyết định hơn rất là nhiều. Bản thân trong những cái lĩnh vực như lúc nãy mình nói đến á, như là bảo hiểm, bất động sản, hoặc lĩnh vực sale, lĩnh vực kinh doanh, lĩnh vực sáng tạo nội dung, thì các bạn khi mà lan tỏa được cái giá trị của các bạn cho nhiều người biết, cái khả năng mà người ta chốt sale với các bạn hoặc là mua hàng từ các bạn, hợp tác kinh doanh của các bạn nó cực kỳ cao. Cho nên đó là lý do mà mình nghĩ rằng cái thương hiệu cá nhân thật sự nó rất là quan trọng. Và nó quan trọng ở đây không có nghĩa là chúng ta cần phải làm linh ta linh tinh để các bạn có thương hiệu cá nhân, mà mình cần phải làm một cách bài bản. Nó có cái giá trị ở trong đó, nó có từng bước. Các bạn có thể đi chậm cũng được, các bạn không cần phải có quá nhiều follower, quá nhiều người theo dõi. Nhưng ở một cái số lượng nhất định, những người theo dõi các bạn, những người mà quan tâm đến các bạn, chỉ một số lượng nhất định thôi nha, mà họ hiểu được cái giá trị của các bạn, thì từ đó thôi các bạn đã có thể gia tăng được thu nhập hoặc là gia tăng được cái kết quả kinh doanh của các bạn lên rất là nhiều rồi. Tiếp theo mình sẽ đi đến một cái phần vô cùng quan trọng của cái video này, đó là chia sẻ về một cái quy trình chi tiết giúp cho mọi người có thể xây dựng được cái thương hiệu cá nhân ở trên mạng xã hội. Và mình cũng muốn nói trước nha, quy trình này nó dựa trên cái kinh nghiệm cá nhân của bản thân mình, và nếu là dựa trên kinh nghiệm cá nhân thì nó chưa bao giờ là chân lý hết. Các bạn nên xem cái quy trình này như một cái tham khảo thôi, chứ đừng có tuân theo 100%. Và các bạn cũng có thể thảo luận với mình để mình cùng xây dựng với nhau một cái quy trình nó tốt hơn. Vậy thì quy trình theo kinh nghiệm cá nhân của mình thì nó sẽ như thế nào? Mình sẽ đi qua các bước sau đây. Bước đầu tiên mình đánh giá là một trong những bước vô cùng quan trọng luôn, đó là xây dựng cái định vị bản thân cho các bạn. Tại vì trước khi các bạn làm bất kỳ một cái hoạt động truyền thông nào ở trên mạng xã hội hoặc là cái kênh truyền thông của các bạn ấy, thì các bạn cũng phải biết định vị của mình. Các bạn là ai? Các bạn có giá trị gì? Các bạn nói về cái gì? Người khác học được gì từ các bạn? Những cái câu hỏi nó vô cùng chi tiết để các bạn có thể ít nhất rằng là trước khi bắt đầu các bạn sẽ không bị mông lung.
Vậy thì làm như thế nào để các bạn xây dựng được định vị? Thì bản thân mình nha, mình sẽ có một list những cái câu hỏi mà mình cần phải trả lời để mình hiểu được về cái định vị bản thân của mình. Và các bạn cũng có thể lấy giấy bút ra, các bạn ghi lại cái câu hỏi này và dành một cái buổi sáng đẹp trời nào đó để các bạn trả lời một cách nghiêm túc về từng cái câu hỏi. Câu hỏi đầu tiên đó là câu hỏi tôi là ai? Và câu hỏi này nó cụ thể lắm nha, nghĩa là các bạn cần phải trả lời được tên của các bạn, tên là gì. Tên này nó là cái tên mà các bạn dùng để làm thương hiệu cá nhân á. Giống như bản thân mình thì mình dùng cái tên không phải là tên thật là Maya. Các bạn cũng có thể dùng tên thật hoặc đặt cho mình cái tên riêng cũng được, một cái tên gì đó thú vị cũng được, tùy các bạn thôi. Đó là lựa chọn của các bạn, không nhất thiết là phải đi theo một cái hệ logic nào nha. Tất nhiên là cái tên đó nó nên dễ nhớ một tí xíu thì nó sẽ ok la hơn rất là nhiều. Cái tiếp theo nữa là chuyên môn của các bạn là gì. Chuyên môn của các bạn có thể là các bạn là một huấn luyện viên yoga, các bạn là một người nói về sức khỏe tinh thần, các bạn là một người chia sẻ về thiền, các bạn là một người chia sẻ về kinh doanh v.v. Thì các bạn phải dựa trên cái năng lực lõi của bản thân của các bạn mạnh về cái gì nhất và các bạn đang kinh doanh những cái sản phẩm gì có liên quan đến chuyên môn của các bạn hay không, để các bạn xác định một cái ngách chuyên môn cụ thể. Và từ cái ngách chuyên môn này thì các kênh mạng xã hội của các bạn sẽ đi sâu vào việc là chia sẻ cái ngách đó hoặc là chia sẻ cái lĩnh vực của các bạn. Rồi, đó là cái phần tôi là ai. Câu hỏi tiếp theo là sứ mệnh của các bạn là gì. Sứ mệnh ở đây được hiểu rằng là các bạn dùng các nền tảng mạng xã hội để giúp cho người khác về điều gì. Giống như bản thân mình đặt một cái sứ mệnh cực kỳ rõ ràng, ok, mình sẽ giúp cho các bạn kinh doanh tốt hơn và xây dựng cái thương hiệu của các bạn trên những cái nền tảng mạng xã hội tốt hơn. Đó là toàn bộ sứ mệnh của mình. Và tất nhiên để làm được cái sứ mệnh đó, mình phải chia sẻ rất là nhiều về những cái nội dung liên quan đến hướng dẫn kinh doanh trên mạng xã hội, đúng không? Mình cũng có làm những cái sản phẩm về huấn luyện, về tư vấn, về cố vấn, về đồng hành một một để giúp cho các bạn kinh doanh tốt hơn ở trên mạng xã hội. Mình cũng làm ra những cái ebook, sắp tới mình còn làm sách v.v. Tất cả những thứ nào giúp cho mình đạt được cái sứ mệnh mình đề ra thì mình đều làm. Rồi, câu hỏi thứ ba là người khác học được gì từ các bạn. Đây là một câu hỏi giúp cho các bạn có thể hình dung được rằng là những cái tuyến nội dung mà các bạn có thể chia sẻ là gì. Tuyến nội dung này có thể là ok, chia sẻ về chuyên môn để người khác học được những cái giá trị chuyên môn của các bạn. Cái thứ hai là chia sẻ về phong cách sống để người khác hiểu được rằng là cái quan điểm sống, cái cách bạn sống, cách bạn tư duy như thế nào, để từ đó người ta cũng học được một phần từ cái phong cách riêng của các bạn và người ta sẽ dễ nhớ các bạn hơn. Đó là câu hỏi thứ ba. Và dựa trên ba cái câu hỏi này, nếu mà các bạn trả lời một cách chi tiết và hoàn hảo thì các bạn ít nhất cũng sẽ biết là cái hoạt động tiếp theo về mặt nội dung các bạn nên làm ở cái kênh truyền thông là gì. Tất nhiên mình cũng muốn nói một điều rằng là có thể ba câu hỏi này nó sẽ thay đổi theo thời gian, nghĩa là sau 1-2 năm hoặc là sau 4-5 năm gì đó, các bạn xây dựng theo cái hướng nhất định thì các bạn tự cảm thấy rằng là các bạn đã thay đổi rồi, các bạn đã có một cái giá trị khác rồi, các bạn không còn giống với con người trước đây nữa, thì lúc đó các bạn lại bắt đầu làm lại từ đầu, các bạn chia sẻ lại cái nội dung khác hơn, giống như một cái người mà các bạn cũng đã từng biết đến, đúng không? JV Evermind. Trước đó thì thương hiệu cá nhân của JV là một người làm trong lĩnh vực giải trí. JV có những nội dung làm vlog, những cái chia sẻ rất sâu cay về cuộc sống, về những cái vấn đề xã hội theo cái cách là diễn tình huống khác nhau. Nhưng mà một ngày nào đó tự nhiên JV lại cảm thấy rằng là bản thân mình đã khác đi trước rất là nhiều rồi. Cho nên đùng một ngày đẹp trời, các bạn thấy JV xóa hết tất cả các video cũ ở trên YouTube. Và sau đó JV comeback với một cái lĩnh vực hoàn toàn khác, đó là đạo diễn và nhà sản xuất phim ngắn, đúng không? Thì đây là một cái sự thay đổi nhất định. Và mình nghĩ rằng là cái sự thay đổi này nó không có đúng hoặc là cũng không có sai. Nó tùy vào cái giá trị thật của các bạn. Mình cũng nói một điều rất nghiêm túc rằng thương hiệu cá nhân nó phải đến từ cái giá trị thật. Các bạn không nên cố gắng để diễn thành con người khác. Các bạn không nên cố gắng để trở thành một con người khác để người ta theo dõi các bạn, người ta thích các bạn. Các bạn cần phải là con người thật của mình. Và nhiệm vụ của các bạn là làm sao để con người thật đó xuất hiện trước công chúng một cách thú vị nhất và gây ảnh hưởng cho họ nhiều nhất, thì từ đó các bạn mới có một cái hành trình làm thương hiệu cá nhân mà nó dễ dàng hơn, nó đỡ bị downward hơn và nó sẽ dễ thành công hơn rất là nhiều, bởi vì con người thật lúc nào cũng có sức ảnh hưởng lớn hơn là các bạn gồng để trở thành người khác, đúng không? Bước thứ hai sau cái bước định vị đó là chúng ta bắt đầu chia sẻ những cái giá trị của các bạn trên những cái nền tảng truyền thông cụ thể. Giống như mình đã nói về bản chất thương hiệu cá nhân là mình cần phải lan tỏa được cái sự nhận biết, người ta cần phải biết về các bạn, người ta biết về hình tượng của các bạn, người ta biết tên các bạn và người ta biết được giá trị về mặt chuyên môn hoặc là về mặt phong cách sống của các bạn là như thế nào. Cho nên ở cái bước này các bạn sẽ bắt đầu dấn thân vào trong cái lĩnh vực là sáng tạo nội dung.
Sáng tạo nội dung ở đây có nghĩa đặc thuộc các bạn phải tạo ra những cái content, những cái nội dung thực sự có giá trị ở trên các nền tảng giống như là Facebook, giống như là TikTok, giống như là YouTube v.v. Thì mỗi một cái nền tảng các bạn cần phải có một cái chiến lược, có một cái kế hoạch khác nhau. Bởi vì trên từng nền tảng nha, họ sẽ có những cái thuật toán rất là khác. Giống như mình hay nói về TikTok đi, thì bản thân TikTok là nền tảng video ngắn, các bạn cần phải làm những nội dung nó mang tính giải trí, mang tính thú vị, mang tính sáng tạo, mang tính chân thật, đúng không? Còn với YouTube thì các bạn lại làm video dài, nó chia sẻ kiến thức một cách chi tiết hơn, những cái nội dung một cách nó rõ ràng, nó phổ quát, nó bao quát và nó chất lượng nhiều hơn. Hay là với Facebook các bạn có thể làm hình ảnh, các bạn có thể làm nội dung dạng text v.v. Cho nên là với những cái định dạng hoàn toàn khác nhau như vậy, các bạn phải có chiến lược cho từng nền tảng, chứ không thể nào là làm cùng một nội dung phân bố cho tất cả các nền tảng được. Các bạn có thể làm cùng một topic, cùng một chủ đề, sau đó chia sẻ nó với những cách khác nhau trên những nền tảng khác nhau thì sẽ an toàn cho các bạn hơn. Và điều này nếu mà các bạn muốn làm tốt thì chắc là các bạn cần phải được học hỏi thêm nhiều cái kiến thức hoặc là nhiều cái kinh nghiệm trong từng cái nền tảng nội dung. Giống như mình hay chia sẻ những cái nội dung liên quan đến TikTok, các bạn cũng có thể coi cái video hướng dẫn về TikTok của mình để có thể tiếp thêm một số kinh nghiệm liên quan tới TikTok. Sắp tới mình cũng làm video liên quan tới YouTube và Facebook nữa, các bạn cũng có thể tham khảo những video đó của mình để từ từ các bạn hiểu được rằng là trên mỗi một cái nền tảng các bạn nên đi chiến lược như thế nào. Nhưng chúng ta cũng có thể hình dung một cách khá là đơn giản rằng là với các nền tảng cụ thể thì các bạn sẽ làm những cái nội dung với cái thời lượng và với cái kiểu nói chuyện nó hoàn toàn khác. Thì như vậy ít nhất là các bạn cũng hình dung một số cái nhất định, đúng không? Bây giờ mình cũng sẽ chia sẻ một tí xíu luôn nha, về từng nền tảng nha. Cái này là chia sẻ tóm tắt và ngắn gọn thôi để cho các bạn hình dung. Mình cũng có từng viết một cái bài post ngắn gọn về cái việc là mỗi một cái nền tảng nên đi như thế nào ở trên Facebook, ở trên cái fanpage của mình á, các bạn cũng có thể xem. Còn cái này là mình chia sẻ thêm để cho các bạn hình dung. Với TikTok nha, nó sẽ phù hợp với việc là các bạn làm những cái video ngắn mang tính giải trí, đúng không? Thì nếu như trong trường hợp các bạn cần lan tỏa cái nhận diện của các bạn nhanh nhất, tức là cho người ta biết đến các bạn nhanh nhất và một cách thú vị, có thể là người ta sẽ mau quên nhưng ít nha là các bạn tiếp cận được nhanh, thì các bạn có thể làm những video đó ở trên TikTok mang tính edutainment á, là chia sẻ một cái gì đó thú vị hoặc là những cái khung bậc giải trí của các bạn, thì TikTok nó rất phù hợp. Và Facebook Reel nó cũng ok nha, tại vì cái hệ tư tưởng nội dung trên Facebook Reel cũng tương tự với TikTok, cho nên là khi mà các bạn làm video đăng lên TikTok, các bạn cũng có thể đăng video đó lên trên Facebook Reel được luôn. Tiếp theo nữa là các bạn nếu như trong trường hợp mọi người muốn xây dựng một cái vibe, tức là một cái phong cách, một cái hình ảnh fancy hơn, nhìn nó chất chơi hơn hoặc là nó có tính thẩm mỹ cao hơn, thì các bạn có thể xây dựng những cái nội dung liên quan đến hình ảnh hoặc là reel ở trên Instagram, nó cũng rất là ổn. Hôm nào mình sẽ chia sẻ chi tiết hơn về cách xây dựng cái kênh Instagram của các bạn. Và trong trường hợp là các bạn cần lan tỏa cái giá trị chuyên môn đó, tức là khiến cho người ta nhớ đến các bạn sâu hơn và người ta nhận thức được giá trị của các bạn một cách kỹ lưỡng hơn, bền vững hơn, thì mọi người cũng có thể làm những video dài trên YouTube giống mình như thế này. Nếu như mà các bạn coi một cái video YouTube mà có cái thời lượng từ 20 cho đến 30 phút và cái người coi á, người ta coi được tầm khoảng 30% của video đó, thì cái khả năng người ta nhớ về các bạn tất nhiên là nó cao hơn là cái việc là người ta coi một video ngắn ở trên TikTok hay là Facebook Reel. Cuối cùng nữa là các bạn cần phải làm nội dung ở trên Facebook cá nhân hoặc là fanpage của các bạn với những nội dung là chia sẻ hình ảnh, phong cách sống hoặc là những cái nội dung dạng text, những bài viết chia sẻ. Giống như là có một cái bạn trong team của mình là Adel Doãn, thì bạn này làm những cái bài viết chia sẻ những cái kiến thức rất là sâu, rất là thú vị và được rất là nhiều lượt share, lượt like này nọ thứ. Thì từ cái đó, những cái nội dung giá trị của bạn đó, bạn đã xây dựng được cái tệp follow khá là ok. Và cái tệp follow này nhận thức rất rõ về giá trị chuyên môn của Adel là nằm ở đâu, nằm ở việc phát triển bản thân, nằm ở việc là phát triển cái sự nghiệp, cái career path của các bạn, nó cực kỳ cụ thể như vậy. Đó, đó là một số những chia sẻ ngắn gọn để các bạn có thể bắt đầu trên cái việc là chọn một cái kênh truyền thông, chọn một cái lĩnh vực để các bạn chia sẻ trên từng cái nền tảng mạng xã hội để xây dựng cái giá trị của các bạn. Một cái phần cuối cùng nữa trước khi mình nói tới cái bước thứ ba, thì đó là các bạn cần phải lựa chọn kênh dựa trên nguồn lực của các bạn. Bởi vì không phải lúc nào các bạn cũng nên làm một lúc 2-3 kênh truyền thông. Không phải lúc nào các bạn cũng vừa làm TikTok, vừa làm YouTube, rồi vừa làm Facebook. Thật ra với một cái nguồn lực ban đầu mà các bạn làm quá nhiều kênh như vậy, mà mỗi kênh một cái chiến lược, một cái cách làm khác nhau nữa, chắc chắn luôn là các bạn sẽ bị overload, các bạn làm không có nổi. Cho nên thời gian đầu nên chọn một cái kênh nào đó mà mang tính thể hiện được cái thế mạnh của các bạn. Giống như là nếu như trong trường hợp các bạn có thế mạnh về viết, thì các bạn chỉ nên làm fanpage hoặc là nên làm Facebook profile thôi, chung vào cái đó trước, chia sẻ những cái nội dung dạng viết thật sự chất lượng trước đã,
xong rồi mới tính tới việc là làm video. Và nếu mà các bạn làm video á, thì nó chia lập hai trường phái. Một là trường phái những người thích làm những cái video mang tính thú vị, các bạn có cái năng lực thể hiện bản thân rất là tốt, các bạn nói cái gì đó nó cũng hài hước, nó cũng thú vị, nó dễ lan tỏa, và các bạn có một chút drama, cái máu drama trong người nữa, thì các bạn nên làm video ngắn trước để các bạn lan tỏa cái hình ảnh của bạn một cách nó cực kỳ nhanh. Còn nếu như cái máu của các bạn là cái máu của một người nghiên cứu chi tiết, chia sẻ cái gì nó cũng chuyên sâu, nó cũng kỹ lưỡng, nó cũng giúp cho người ta có thể đi từng bước được á, thì các bạn nên tập trung vào việc là chỉ làm fanpage với cả là YouTube giống như mình. Bản thân mình nha, mình có rất là nhiều những kênh TikTok, đối tác của mình, mentee của mình và những cái bạn cộng sự của mình hướng dẫn để mọi người có thể xây dựng được. Nhưng mình thật sự không có tập trung quá nhiều vào việc là lan tỏa cái hình ảnh cá nhân của mình ở trên TikTok, bởi vì nó không phù hợp. Mình biết cách làm nhưng không có nghĩa là mình sẽ làm, bởi vì quan trọng là cái sự phù hợp của các bạn và định vị của các bạn nữa. Định vị của mình là đi theo hướng khá là chuyên sâu, cho nên mình sẽ phù hợp với fanpage và những video dài trên YouTube hơn. Trong những video dài đó mình có thể chia sẻ kiến thức về TikTok, giống như mình có một cái video 800.000 lượt xem rồi các bạn. Có thể là lúc mà các bạn coi video này có thể là cái view nó còn lớn hơn rất là nhiều, thì cái video này mình chia sẻ về TikTok nó rất là chi tiết. Và chính giờ những cái video như thế này á, thì cái personal branding, tức là cái thương hiệu cá nhân của mình, nó được định vị, nó được truyền thông một cách rõ ràng và có chiều sâu hơn rất là nhiều. Còn trong trường hợp mà các bạn nào chỉ thích, giống như là các bạn có cái năng lực liên quan tới sự thẩm mỹ rất là tốt, các bạn có một cái phong cách sống nó fancy và nó thú vị, thì làm ơn tập trung vào Instagram giúp mình, thì nó cũng mang lại cái value rất là lớn. Mình biết có rất nhiều bạn chỉ làm Instagram thôi, vẫn mang lại thu nhập 200-300 triệu, 500-600 triệu, thậm chí cả tỷ ở trên Instagram. Nó cực kỳ là bình thường luôn. Và Instagram không chỉ phát triển ở thị trường global, thị trường nước ngoài đó các bạn, mà bản thân ở thị trường Việt Nam, Instagram cũng có rất là nhiều bạn Gen Z. Mà những bạn nào mà có thẩm mỹ tốt và có thu nhập cao, các bạn ở trên Instagram nhiều hơn là các nền tảng khác nha. Đó, một số những cái lựa chọn, một số những cái tư duy để giúp cho các bạn có thể dấn thân vào trong cái bước thứ hai này, sáng tạo nội dung một cách tốt hơn. Và mình biết rằng là trong khuôn khổ của một cái video như thế này, mình không thể chia sẻ quá chi tiết vào sáng tạo nội dung trên từng cái nền tảng được. Cho nên là các bạn có thể subscribe kênh YouTube của mình để mình có thể làm thêm nhiều cái video khác nhau về sáng tạo nội dung trên các nền tảng mạng xã hội. Từ đó các bạn có thêm những kinh nghiệm để mình làm việc nó được tốt hơn, đúng không? Rồi, bây giờ tới cái bước thứ ba này. Thì bước thứ ba là một cái bước mà nó sẽ giúp cho các bạn có được một cái giá trị bắt đầu nó sâu hơn. Tại vì các bạn, ok, bạn đã có định vị rồi, bạn đã có lan tỏa những cái giá trị của bạn trên mạng xã hội rồi, có được một cái tệp người theo dõi nhất định rồi, đúng không? Thì bây giờ bước này nó sẽ là cái bước giúp cho các bạn khẳng định được cái giá trị của mình ở cấp độ, một cái level cao hơn, và giúp cho các bạn có được cái nguồn kinh phí để khai thác được cái nội dung về sau. Đó là bước làm sản phẩm. Mình có xem rất là nhiều bạn YouTuber những cái nội dung ở thị trường nước ngoài, giống như là bạn Iman hay là bạn Ali này, thì tất cả các bạn này có cùng một cái điểm chung là các bạn đều có một cái sản phẩm đi kèm trong hệ sinh thái sáng tạo nội dung và chia sẻ giá trị của các bạn ấy. Và các bạn định vị rất rõ ràng đó, là những người mua sản phẩm của những bạn này sẽ tạo điều kiện cho những bạn này có thể tiếp tục làm những cái nội dung miễn phí để chia sẻ cho cộng đồng. Bởi vì khi mà các bạn chia sẻ giá trị á, các bạn cũng cần tiền để các bạn sống. Một người nghệ sĩ làm YouTube, làm MV tốn rất là nhiều tiền, hoặc là một cái người chuyên gia họ chia sẻ rất là tốn nhiều thời gian của họ, thay vào thời gian đó họ phải đi làm chuyện khác, đúng không? Nhưng họ vẫn chia sẻ cho bạn. Tất nhiên là điều đó không thể làm miễn phí mãi mãi được, mà cái sự miễn phí đó nó đến từ cái việc là họ có một cái nguồn đi kèm từ cái sự chia sẻ đó, nó sẽ tốt hơn rất là nhiều và giúp cho họ đi bền hơn. Cho nên buộc các bạn cần phải làm sản phẩm. Và sản phẩm ở đây có rất nhiều loại để các bạn có thể làm, từ cái sản phẩm mà các bạn làm không tính phí cho đến sản phẩm mà các bạn làm với một cái phí rất nhỏ, cho đến là cái sản phẩm mà các bạn làm có phí cao hơn. Giống như một cái việc rất đơn giản thôi, là các bạn làm sách, các bạn viết sách để các bạn bán cho những người mà người ta thích đọc sách của các bạn, thích đọc những cái giá trị chuyên môn của các bạn, thì chính những cái sản phẩm đó một phần nha, nó giúp cho các bạn có thêm cái thu nhập. Phần thứ hai, nó giúp cho các bạn khẳng định được cái thương hiệu cá nhân của các bạn ở cấp độ cao hơn và chuyên sâu hơn rất là nhiều. Và các bạn có thể lựa chọn từ sách này, ebook này, khóa học online, những chương trình cố vấn của các bạn, thậm chí là sổ tay, giống như là bạn The Prison Rider, chị Chi Nguyễn, đúng không? Chị Chi thì cũng làm ra cái sổ tay của chị Chi, hoặc là một số những cái khóa học miễn phí của chị Chi. Thì tại sao chị Chi lại làm như vậy? Rất đơn giản thôi, là nếu như một cái người sáng tạo nội dung, một người chuyên gia chia sẻ giá trị, họ không có sản phẩm, thì cái sự lâu dài của cái việc sáng tạo của họ nó sẽ bị rút ngắn rất là nhiều. Và cái thứ hai nữa là cái định vị bản thân của họ nó sẽ không đủ chiều sâu nữa. Cho nên buộc các bạn, nếu lúc này các bạn cần một sự kết nối sâu hơn với những người theo dõi của các bạn, giúp cho những người theo dõi của các bạn phát triển hơn, và giúp cho những người tiếp theo khi họ nhận được nội dung của các bạn có nhiều giá trị hơn, thì các bạn buộc phải làm sản phẩm. Và các bạn có thể liệt kê những sản phẩm mà trong tiềm lực
các bạn có thể làm để các bạn phát triển nha. Thật ra là để làm giống như là việc làm một cái khóa học online, nó cũng không khó, các bạn có thể làm nó miễn phí cũng được. Các bạn làm ra một cái website và các bạn dùng cái plugin để đăng lên website đó và đăng những video của các bạn lên. Trong trường hợp các bạn muốn biết về cách để xây dựng website, đăng tải video các bạn lên á, thì các bạn có thể follow một cái anh mà mình làm việc rất là sâu, rất là lâu với anh này rồi. Đó là anh Như Trọng Nghĩa. Đây mình để cái Facebook ở đây, các bạn có thể xem để mà coi cách anh đó làm website, hoặc thậm chí là các bạn có thể trả tiền cho anh đó để anh đó làm cho bạn một cái website cá nhân để các bạn đăng những cái video sản phẩm của các bạn lên. Từ đó giúp cho các bạn có được một thứ mình hay gọi nó nha. Nó là Evergreen Content. Evergreen Content nó có thể là sách, nó có thể là ebook, nó có thể là hệ thống email marketing, nó có thể là video dài chi tiết, nó có thể là khóa học vân vân. Thì Evergreen Content nó là cái dạng nội dung mà người ta coi đi coi lại nhiều lần, mà người ta thường xuyên sử dụng nó. Thì khi mà các bạn có Evergreen Content nó càng đủ sâu á, thì người ta sẽ nhớ các bạn nó càng đủ lâu luôn. Giống như là cái người mà viết cuốn sách Đắc Nhân Tâm á, tới bây giờ khi mà người đó mất rồi, thì cái thương hiệu cá nhân của người đó nó vẫn tồn tại ở trong lòng người khác một thời gian đủ lâu. Thì cái cuốn Đắc Nhân Tâm đó là một trong những cái Evergreen Content cực kỳ đỉnh cao mà các bạn cũng có thể học hỏi thêm. Ok là bước cuối cùng trong hành trình xây dựng thương hiệu cá nhân của các bạn, nó chính là duy trì cái việc sáng tạo nội dung của các bạn, duy trì cái khả năng chia sẻ giá trị của các bạn và collab thêm với những cái người mà có cùng tần số hoặc là cùng cái liên quan trong chủ đề mà các bạn chia sẻ. Cái việc này nó sẽ giúp cho mọi người luôn luôn được nhắc đến và luôn luôn được nhớ đến trong cả một cái hành trình lâu dài. Bởi vì thương hiệu cá nhân nó không phải là câu chuyện của 1-2 năm, cũng không phải là câu chuyện của 5-10 năm, có khi nó là câu chuyện cả đời. Và nếu các bạn muốn đó thực sự là một câu chuyện cả đời á, thì bạn cần phải duy trì các việc chia sẻ của các bạn. Mà để duy trì được nha, thì các bạn cần phải liên tục học hỏi mỗi ngày, đúng không? Bản thân mình hoặc là những người cộng sự của mình nha, tụi mình đều rèn luyện kỹ năng, tụi mình đều tự học mỗi ngày thông qua những cái mentee. Tụi mình cũng học được từ mentee, học được từ client, khách hàng của tụi mình, học được từ những công việc kinh doanh mà tụi mình đang làm. Tụi mình còn mở quán cà phê, tụi mình đầu tư vào những brand bán lẻ để tụi mình ngày càng học thêm được rất là nhiều cái mới và chia sẻ những cái mới đó đến cho cái tệp follow của mình. Cũng như là ngoài cái việc chia sẻ nha, tụi mình cũng cố gắng để hợp tác cùng bạn này bạn kia, những bạn mà làm sáng tạo nội dung giống như mình, để trao đổi cái topic lẫn cho nhau và cũng như là sáng tạo thêm những cái nội dung nó thú vị hơn. Bởi vì góc nhìn của người này có khi là một cái góc nhìn mới hơn mình, cùng một kiến thức nhưng mà góc nhìn của họ có thể lạ hơn, thú vị hơn. Thì từ đó mình có thể khai thác, mình cộng tác, mình collab với nhau để cho cái nội dung của mình nó liên tục nó trôi chảy, nó được lặp lại và người ta có thể đi với mình cả một cái chặng đường dài. Thì đó mới là cái đích đến cuối cùng trong cái việc xây dựng thương hiệu cá nhân của các bạn. Ok, và tóm lại trong quy trình chúng ta sẽ có 4 bước để xây dựng thương hiệu cá nhân. Bước đầu tiên là xây dựng cái định vị này. Bước thứ hai là chia sẻ giá trị của các bạn trên cái kênh truyền thông. Bước thứ ba là tạo ra những cái sản phẩm từ miễn phí đến có phí để tạo ra cái sự chuyên sâu của các bạn. Và bước cuối cùng là duy trì tần suất sáng tạo cũng như là collab với những cái người đối tác có liên quan để tiếp tục trên cái hành trình của các bạn. Chà, nãy giờ mình đi một cái nội dung nó cũng khá là dài, cũng tương đối là có cái sự chuyên sâu ở trong đó đó. Tất nhiên là những cái điều mình chia sẻ ra lúc nãy giờ có những điều mà nó có thể là những người mới sẽ hơi khó hiểu một tí xíu, và cũng có thể là các bạn có hình dung được nhất định, nhưng các bạn cũng có thể coi video này thật kỹ để chúng ta có sự trao đổi nó cụ thể hơn. Ngoài ra nếu như mà mọi người cần được kết nối với mình để chia sẻ thêm về những câu chuyện liên quan đến thương hiệu cá nhân hoặc là xây dựng kinh doanh ở trên mạng xã hội ấy, thì mọi người có thể vào cái website là meashare.com. Trên website nó có một cái chỗ để các bạn điền email vào. Các bạn điền cái email vào thì mình sẽ mỗi tuần mình sẽ gửi cho bạn một cái email tâm tình chia sẻ của mình trong những cái lĩnh vực chuyên môn bản thân mình nha. Và trước khi mà mình kết thúc cái video này thì mình cũng muốn nói thêm một tí xíu về những kỹ năng mà mọi người nên học để cái hành trình xây dựng thương hiệu cá nhân của mọi người ấy nó được đơn giản và nó hiệu quả hơn. Đầu tiên là kỹ năng liên quan đến sáng tạo nội dung, đúng không? Mọi người phải học kỹ năng viết này, phải viết làm sao cho tốt. Kỹ năng làm hình ảnh, tức là design bằng Canva hoặc là chụp hình cá nhân của các bạn sao cho nó thật là có cái sức hút, đúng không? Kỹ năng làm video, để làm video ngắn cho đến video dài. Kỹ năng xây dựng website cá nhân cho các bạn, để các bạn có một cái website nó sẽ giúp cho các bạn tăng cái sự click, tức là cái sự uy tín của các bạn nhiều hơn. Kỹ năng lập kế hoạch, kỹ năng quản trị sản xuất nội dung. Đó là những cái nhóm kỹ năng mà mình nghĩ là rất cần thiết cho cái công việc xây dựng personal branding của các bạn. Nhưng một số kỹ năng phụ nữa nếu được nha, các bạn cũng nên học thêm về styling, có nghĩa là cách ăn mặc của mình, public speaking, kỹ năng ăn nói, nói chuyện trước camera, nói chuyện trước công chúng. Tất cả những cái đó nó cần phải đi kèm và liên tục được tự học mỗi ngày. Mình nói nó hơi nhiều kỹ năng như vậy thì không có nghĩa là các bạn cần phải có hết tất cả mọi kỹ năng đó thì thương hiệu cá nhân của các bạn nó mới ngon nha. Đó là những kỹ năng mà các bạn nên ghi ra sổ để các bạn trau dồi nó mỗi ngày một chút, mỗi ngày một chút, mỗi ngày một chút, thì tự nhiên
đồng hành từ cái việc là các bạn sáng tạo, chia sẻ những cái giá trị trên mạng xã hội, kết hợp với việc là các bạn phát triển kỹ năng này lên càng ngày càng chuyên sâu hơn, thì cái thương hiệu cá nhân của bạn nó sẽ là một cả một quãng đường dài, nó từ từ đi lên thì nó sẽ rất là tốt. Và nếu như trong trường hợp mà các bạn cần một số người để các bạn học hỏi, hoặc là một số kênh để các bạn coi thêm nội dung, học hỏi thêm về kiến thức xây dựng kênh, xây dựng thương hiệu cá nhân này nọ thứ, thì mình cũng gợi ý cho các bạn luôn. Đầu tiên các bạn có thể coi nội dung của anh Phùng Thái Học này, chủ quản của quán trà đá Tâm Sự Con Xe. Đây là một cái người mà mình nghĩ rằng là có thể cho các bạn cái tư duy rất khá là chuẩn về personal branding, cũng như là kỹ năng dạng viết nội dung của anh Học, hay là làm cộng đồng của anh Học nó cũng khá là tốt. Tiếp theo nữa, một cái người mà tất nhiên là nếu như nhắc đến thương hiệu cá nhân, hoặc là thương hiệu doanh nghiệp, hoặc là truyền thông các thứ, thì đây là một con người mà xứng đáng để các bạn follow cả đời cũng được. Đó là cô Long, Nguyễn Ngọc Long, truyền thông Trăng Đen, đúng không? Các bạn có thể coi nội dung của cô Long nó cực kỳ là đỉnh cao luôn. Có cái sự phân tích dễ hiểu và cái chiều sâu của chuyên môn cũng rất là tốt. Đây là một người mình cũng rất là hay tham khảo nội dung của cô Long để mà học hỏi mỗi ngày. Bản thân mình thì các bạn cũng có thể follow để chúng ta cùng trao đổi những kiến thức liên quan đến xây dựng kênh, phát triển những tiếng nội dung dạng video trên YouTube, trên TikTok hoặc là trên fanpage. Hoặc là các bạn cũng có thể follow mình vì muốn phát triển cái công việc kinh doanh của các bạn ở trên mạng xã hội. Đó, một số kênh thì các bạn tham khảo thôi. Tất nhiên là nó cũng không phải là đầy đủ lắm, cũng có rất là nhiều người giỏi. Các bạn nên có cái list cho bản thân mình là những người giỏi nào các bạn follow, hợp vai với các bạn, thì các bạn hãy gọi là lưu người đó trong danh sách để mà học hỏi mỗi ngày. Rồi, ok, video của mình chắc là đến đây thôi, tại vì nó cũng khá là dài rồi, mình nói nó cũng hơi chi tiết ấy. Thì nếu mà các bạn coi hết cái video này đến đây thì thật sự là quá là tuyệt vời với mình luôn. Và các bạn có thể nhấn subscribe kênh của mình để nhận được những video tiếp theo nha. Mình là Mia, cảm ơn các bạn rất là nhiều.